Rồi rồi, cả nhà ăn cơm, mình ăn cơm mình. Hả? Trước khi cả nhà ăn cơm, con xin được thông báo một tin rất là vui ạ. Dạ, tin vui mà con muốn thông báo. Là tin gì con? Dạ là là con đã có dạ. Đã có tin vui hả? Dạ, tin rất vui ạ. Gì vậy mình tin vui gì? Trời ơi! Mẹ nhau đi đâu vậy? Đi thắp nhang mừng, gọi là gì, tạ ơn ông bà đã là cho vợ chồng nó có tin vui. Thôi nói chung là bây giờ mình dẹp cái mâm cơm thì mình đi ăn nhà hàng anh đại. Đi. Khoan. Niềm vui nho nhỏ của con mà làm cả nhà mình mà vấn loạn mà đi chơi ăn nhỏ như thế, con cũng cảm động quá. Cái này mà nho nhỏ cái gì? Con đãi. Tin này là vui quá, con phải đãi. Ba mẹ đãi. Ôi, cái tin mà vậy thôi mà được mọi người ủng hộ như thế, con ngạc nhiên quá. Trời, đây là một niềm vui lớn con. Bởi vì trời, ba mẹ không có nghĩ là tụi con có tin vui nhanh như vậy. Trời ơi, con trai của mẹ, con đã làm được một kỳ tích. Dạ, mà niềm vui của con không liên quan gì đến anh ấy đâu. Sao lại không liên quan con? Dạ. Nếu như con có niềm vui thì phải liên quan tới nó. Mà có nó thì con mới có niềm vui chứ. Đúng rồi em, cái niềm vui này do anh hợp tác. Cái con liên quan đến người khác. Người khác là người nào? Ai? Sếp con ạ. Cái gì? Tại sao niềm vui này lại liên quan tới sếp của em? Thì phải có sếp thì mới có niềm vui đấy chứ. Không có sếp làm sao con có được cái đấy? Vậy là con ấy với ông đó rồi con ra cái niềm vui. Dạ đúng rồi. Thế con phải qua lại với sếp con thì con mới có chứ. Tại sao? Tại sao em có thai với sếp của em? Ôi cả nhà tưởng là con có tin vui là con có thai với sếp con á. Có tin gì con? Tin gì? Chứ nãy giờ con không, tại bụng con nó kiểu nó nôn nao, nó cồn cào thì con sờ vào bụng thế thôi. Là con có cái niềm vui là con đang có cơ hội được thăng chức trưởng phòng ạ. Vậy mà con nói liền nhờ sếp con. Ừ, con úp úp mở mở, con làm cho ba mẹ sợ cái quá mạng à. Tưởng là con có thai, chứ còn cái này thì cũng vui, nhưng mà vui nhỏ thôi chứ. À, vui thì vui. Ừ, ăn cơm là như được rồi ha. Nói với lại con cũng nói luôn là khi mà thời gian này con cũng đang bận để con làm việc để cố giành được cái chức đấy ấy. Cho nên là mọi người cũng thông cảm giùm con. Yên tâm, con cứ tranh cử, con cứ tất cả mọi chuyện để con hướng tới một cái chức đó đi. Việc nhà đã có mẹ già thằng Tú lo rồi. Con phản đối. Cái gì vậy? Em không có tranh dứt tranh cử gì hết á. Ở yên đó đi. Vậy sao? Sao vậy? Thì công việc của em phải tranh đấu chứ. Ba mẹ không có hiểu đâu. Tại vì mỗi lần mà vợ con mà muốn tranh cử cái gì á thì hay căng thẳng lắm. Mà bao nhiêu cái căng thẳng thì về tới nhà nó không có yên. Bao nhiêu nó đổ lên đầu con hết là con không chịu đâu. Con vô duyên quá. Con làm riết giống như con tiểu nhân quá. Con làm như con ganh với vợ con vậy đó. Trời đất ơi, con mắc cười quá. Vợ con nó được vậy con phải vui vẻ, con phải hãnh diện, con phải hỗ trợ nó. Tự nhiên giờ con gào lên như thằng điên vậy đó. Con yên tâm đi. Ba mẹ ủng hộ. Con cứ việc làm đi. Còn chừng nào mà nó quậy con hay gì con cứ mát mẹ để nó mày xử cho. Yeah, ủng hộ con dâu. 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 Không giờ rồi em ngủ đi em. Ơi đâu mà lo lắng em ơi, ngủ đi. Em đi ngủ đi, có cái gì thì mai mình làm việc tiếp. Em nghe anh nói gì hết hả? Ê, cái gì đây anh? Anh làm cái gì đây? Ở kia em đang làm việc. Em lên giường ngủ đi, giờ làm việc hoài. Thì anh cứ ngủ đi, em làm việc xong rồi em đi ngủ. Nhưng mà không có em nằm kế bên anh, anh không ngủ được, bé sợ. Anh lớn rồi mà cứ như trẻ con ấy. Xem lại tư cách của mình đi. Mình chồng thì mình phải là người lớn như ai, mà mình chồng mình cứ toàn là trẻ con. Anh đi ngủ đi, em làm việc ấy.
Em làm việc không xong sếp mắng em rồi, anh có chịu được không hả? Anh có chịu trách nhiệm giùm em được không? Thích làm việc gì? Làm đi, khỏi ngủ luôn. Lạ lá ra. Đừng làm em nổi điên lên nhá. Em đang tập trung nhá, em đang cần tập trung. Nào mình tập trung đi, tập trung đi, tập trung tập. Sai rồi. Đây 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 đây, sửa khúc này là sửa khúc này. Không được không được không được. Em anh thấy là trong cái giờ phút này là căng thẳng này, là anh sẽ hát tặng cho em một cái bài là không giờ rồi anh ngủ nha em. Vợ mày em ủa vợ sao vậy? Còn hỏi nữa, tất cả là tại anh hết. Anh biết cái tội lỗi của anh không? Vì anh làm cho em bị sếp mắng, vì anh làm cho đồng nghiệp của em hiểu lầm em, xong gây ra rối nuôi một cục của công ty. Thì em lấy biết bao nhiêu là áp lực. Em cảm thấy tên là mệt. Ôi anh biết. Em cảm thấy anh hiểu. Bởi vì anh biết anh sai. Mà em ơi, lâu lâu anh mới sai một lần, chứ không phải anh sai hoài đâu. Đúng là mình chả sai. Ở cái nhà này anh làm cái gì anh cũng sai hết. Anh làm cái gì em cũng thấy anh sai. Từ lúc lấy nhau cho đến giờ phút này chưa bao giờ em thấy anh đúng. Thì cũng thế. Em, anh sai nhưng mà anh biết bù đắp. Cái gì đấy anh? Em xé cái gì đấy? Dễ xem phim. Anh là cái đồ chồng vô dụng. Em chưa bao giờ mà em thấy anh được cái thể thống gì hết trơn. Tại sao mà vợ mình xé cái vé xem phim mà anh không cản? Tại em vừa phải thôi. Nãy giờ anh nhìn có giới hạn anh thôi nha. Vừa phải thôi chứ. Em nhìn kỹ lại đi. Em xé, chính tay em xé. Mà bây giờ anh sai là làm sao? Tính cái sự à? Đây đang máu đang lên não nhá. Nào cùng cãi nhau. Anh nhá là đàn ông. Đàn ông phải biết nói cho phụ nữ là phụ nữ đang làm cái gì không đúng. Thế thì thấy em cầm cái tờ giấy xem phim, em chuẩn bị xé, anh phải ngừng ngay lại, anh bảo em đừng xé, đây là vé xem phim. Đơn giản không? Anh sao thấy mình chuẩn bị xé một cái vé xem phim, anh cũng mở miệng, anh nói được là đây là vé xem phim, em đừng xé. Là sao? Làm sao anh cản em kịp? Vừa cầm tới là em xé mất tiêu rồi, làm sao mà cản kịp? Áp lực nó đang bốc lên trên não. Đừng chọc giận tôi nha. Bây giờ là tôi đang muốn giải tỏa. Em bình tĩnh lại, đừng có tự hành xác, đừng có tự làm đau bản thân mình nữa. Bây giờ tôi không đổ lỗi cho anh thì tôi đổ lỗi cho tôi. Thôi anh hiểu rồi. Đừng đừng có như vậy mà. Em à, bây giờ nghe anh nè. Nếu như em có bực tức gì, em muốn bộc ra hết á, em đừng tự làm hại bản thân. Đánh anh đi, anh chịu hết nha. Đánh anh đi. Đánh nhẹ quá vậy, đánh mạnh lên coi. Tự nhiên hôm nay anh tự nguyện cho em đánh. Thì dĩ nhiên rồi. Em là vợ của anh, đi làm việc ngoài kia bao nhiêu áp lực. Anh là chồng, anh không chia sẻ được cho em thì anh phải tình nguyện làm bao cát cho em đánh chứ. Đánh anh đi nè. Được, anh toàn chối hôm nay. Anh giơ thân mình ra để cho em đánh, em cảm động quá, em không đánh được. Trời ơi, làm ơn đánh mạnh đi, biết bao nhiêu bực tức thì dồn vô mà đánh một cái một coi. Mạnh lên. Nói mạnh lên mà. Mạnh lên. Cho cà phê chút nha hai đứa. Cà phê nó chảy hơi. Cà phê cô pha ngon lắm à. Ủa, trời đất ơi, con đi đâu mà giờ này tối rồi con đeo kính đen chi vậy con? Gỡ ra.
Bé đi coi phim. Trời ơi, coi phim mà đeo kiến sao mà thấy, đưa đây. Đưa đây, con cái tật con hay quên là thế nào cũng mất, đưa đây. Đeo kiến cho nó thời trang chút. Khùng quá. Ủa sao cái mắt con bầm đen vậy hả? Bé bị đánh. Cái gì? Lại đi đánh lộn hả? Đúng rồi. Ai đánh nó vậy? À, khổ thân, anh ngồi xuống đây để em nói chuyện với mẹ. Hôm nay là muốn chứng tỏ mình là đàn ông bản lĩnh mạnh mẽ. Mẹ đi ra ngoài đường tự nhiên thì đám đánh nhau cứ nhảy vào đánh luôn. Thế là bị người ta đánh. Trời ơi, cái thằng nào ba đầu sáu tay mà nó dám đụng vô con trai của mẹ. Trời đất ơi là trời, nó đánh nó chỗ nào, địa điểm nào, nói cho mẹ nghe coi. Không phải thằng. Con gặp một người nhỏ con khác giới mà đánh ông lại. Nhục đất thế ơi, con mẹ ơi là con. Bây giờ con bằng từng tuổi này rồi sao con ham mê đánh lộn quá vậy con hả? Con đánh một cái đứa khác giới, nó nhỏ con hơn con đánh không lại. Mà con còn ở đây con méo máu được rồi, mẹ sợ con thiệt. Vậy mà con đánh đầu con đi đánh lộn làm cái gì bây giờ? Con ghiền đúng không? Ghiền đánh lộn đúng không? Để mà đánh cho con thêm một cái mắt này cho nó đủ nè. Thôi không ra mẹ. Mẹ cứ không cần phải bận tay, lát nữa đi xem phim về con lên con dạy dỗ anh ấy. Đừng bé đau. Thế mà cũng không biết nhục, anh phải có lòng tự trọng chứ. Ai mà đi ra mà đánh nhau bị thâm mắt mà cứ mà người than thở với mẹ, không biết ngượng à? Anh thấy lại, dạ mẹ xin lỗi mẹ, lần sau không đi đánh lộn nữa. Dạ mẹ, lần sau con không đi đánh lộn nữa. Thôi anh ấy biết lỗi rồi, mẹ tha cho anh ấy nhá. Thôi bây giờ mình đi xem phim nhá. Dẹp, xuống ăn cơm. Ủa gì? Con không tìm thấy anh Tú. Con thấy anh Tú để lại cái tờ giấy có ba chữ cuối là vĩnh biệt em chấm chấm chấm. Đừng ai đi tìm người chồng có cô vợ xem mình là tâm thất để trút giận nữa. Vợ ơi, tới khi nào em lên được chức trưởng phòng, không còn căng thẳng, không còn xì chết nữa, thì lúc đó anh đã đi rồi. Nhìn việc em. Mẹ hiểu rồi. Như thế có nghĩa là cái đối thủ mà không ngang sức với nó, cái đối thủ mà khác giới, cái đối thủ mà nó muốn đánh mà đánh không nổi á, thì ra là con. Đôi mắt mà gọi là thâm đen của nó thì ra là con. Thôi con giận và mất hồn rồi, con xin lỗi, để con chạy đi con tìm anh ý. Con hứa con sẽ không như vậy nữa. Để chạy đi chứ không mà anh ấy cho chữ vĩnh biệt em mà thật thì chắc con cũng chết. Ôi anh ơi, anh ơi.